Chào mừng Miss Kiều đã quay trở lại. Anh còn 5 phút để đưa em tới trường quay. 3, 2, 1, on air. Xin chào, tôi là Miss Kiều. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Đối Mặt Showbiz. Cái này là nói thiệt luôn nha, là Ngọc vẫn chưa có một cái định hình gì rõ ràng nhất khi mà tham gia chương trình này. Bởi vì nói gì thì nói, Ngọc cho đến bây giờ tham gia vào showbiz cũng đã mười mấy năm. Mà bản thân của Ngọc thì như mọi người biết là mình là diễn viên, không có phải là nghệ sĩ biểu diễn á. Nên nhiều lúc là mình cũng hơi rén rén sân khấu một chút xíu, nhất là đối với những lúc không phải là chuyên môn như là ca hát. Chuyện gì khó để Miss Kiều lắm. Chẳng qua là mình muốn vui thôi, rồi mình cũng muốn là có một cái cơ hội mới để mình thử thách bản thân mình, đem đến những cái hình ảnh mới mẻ hơn dành cho khán giả của mình. Chứ còn bây giờ mà hỏi Ngọc hình tượng gì, con công thì phải ra con công, mà con phượng thì phải ra con phượng. Chứ bản chất là vịt là ngan thì làm sao ra được cái cốt cách của công của phượng được. Trộm chứ. Nên thôi, có nhiều chơi nhiều. Nói chung là đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt. Là mọi người sẽ cổ vũ cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin em bắt đầu phần trình diễn cá nhân. Yes. Hồn nhiên cho em cười là từ chia tay cho em giận anh, cho em buồn vui cho em khóc là từ chia tay cho em tự xanh cho em mộng mơ em mưa sâu là từ chia tay em mưa trời mưa em mưa thận thà em mưa hát em là hương là hoa cho anh thẫn thờ. Học 10 ra còn có 2. Xin vui lòng chờ. Điểm số đề nghị đang được thống kê. 80. Em cảm ơn mọi người ạ. Xin mời các chị đẹp ở phòng chờ sẽ cùng bình chọn ngay bây giờ. Bởi vì em chưa có nhiều kinh nghiệm á, rồi cũng là một người xung phong ra đầu tiên nữa, nên hy vọng là các chị cũng sẽ nương tay bình chọn cho em nhé các chị. Em vẫn còn chưa hợp chân gà số Thái ở ngoài. Bản thân Ngọc đứng ở trên đây rất là rung, mà chương trình á thì không có cho chạy sân khấu trước, nên đây là một cái chương trình truyền hình thực tế đầu tiên mà em thấy thực tế đến như vậy, nhất là giọng hát của em mà nó thật đến từng hơi thở luôn. Lần đầu tiên của em là như vậy thôi, nhưng mà em tin chắc là các vòng sau em sẽ bùng cháy hơn nữa. Xin mời tiến đến vị trí nhóm cố vấn. Chị dặm cho em miếng bạch đi. Dặm xin. Cảm ơn.
Bây giờ hết hồi hộp chưa? Em hết hồi hộp nhưng mà em bị đau cơ. Hồi nãy ở trong kia là cũng ép dẻo sẵn rồi đó, nhưng mà lên đây thấy mọi người em bị hào hứng quá, em nhảy từ trên cao em rớt xuống. Anh thì đang không biết là sẽ gọi em là diễn viên sau phần biểu diễn vừa rồi hay là gọi là vũ công hay là ca sĩ nữa. Anh có thể gọi em là nghệ sĩ đa tài. Nghệ sĩ đa năng. Dạ. Xin chào Ngọc, một cô nàng rất là tài năng của showbiz Việt. Em cảm ơn anh. Trung đánh giá rất là cao cái tính giải trí và cái sự hấp dẫn của Lan Ngọc mang lại. Anh nhìn thấy được cái sự tươi mới của em cho cái phần biểu diễn này. Dạ. Em biết là phần trình diễn ngày hôm nay của mình nó không phải là quá tốt, nhưng mà ít nhất là chắc cũng có gì đó để coi, đúng không ạ? Yes. Cái phần trình diễn của Lan Ngọc rất đáng yêu. Và chắc là với những phần biểu diễn tiếp theo thì Lan Ngọc nên tập trung vào khả năng nổi trội của mình, đó là sự thể hiện ở trên sân khấu, đúng không Dennis? Vâng. Và còn một điều nữa mà thực sự là chị đang làm rất tốt ấy, đấy là yếu tố thời trang. Với cái tạo hình này này, em liên tưởng đến một nhân vật là Salomon đấy mọi người. Ngoài vũ đạo thì thực sự hình thể của chị là một cái lợi thế lớn luôn. Dennis có nói đúng một cái là em lấy hình tượng từ Salomon à? Vì thủ mặt ra. Tại vì thật ra mà nói em chưa bao giờ nghĩ là em ở độ tuổi 30 đổ lên. Em vẫn nghĩ em nằm ở tuổi xì tin thôi. Với lại mỗi lần mà mọi người có biết là em tập ở nhà là em có coi các idol là sẽ biểu diễn như thế nào, gương mặt như thế nào, nháy mắt như thế nào. Em tập hết, em nhớ hết mà sao lên em quên hết. Nhưng mà tôi thì chưa nhìn thấy Salomon mà ngoái tóc kiểu đấy ở trong phim. Quang quái bạn đấy chắc là chỉ có Ninh Dương Lan Ngọc có thôi. Dạ, mấy chị ơi có về với đội của em không? Có. Đấy, nhiều tay rất là đông. Good job. Rất giỏi. Ôi nhưng mà em vẫn tin là mấy chị sẽ làm tốt hết, tại vì em bị run một tí thôi. Không sao. Yeah. Em vẫn ngon luôn mà. Ngon. Em ơi, Ngọc ơi. Nhưng mà ở ngoài đó như thế nào? Dạ, nói chung là... Nghe thế nào rồi hình ảnh các thứ nó ra làm sao? Âm thanh đã lắm, nghe rõ lắm. Nên em không có đeo. Nhưng mà em nghe rõ giọng em hát không? Em nghe được, giọng em hát chị luôn á. Chị tin em. Nhưng mà thấy ghê lắm chị. Đây là một số điểm rất là ưu ái dành cho Ngọc. Thật sự là nó ngoài sức tưởng tượng nha mọi người. Bởi vì Ngọc biết Ngọc làm không hề tốt trong cái phần biểu diễn solo đầu tiên của mình. Vì đây là lần đầu tiên mình bước trên một cái sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp trong một cái vai trò nó rất là khác. Đó là mình vừa phải hát, mình vừa phải nhảy. Và cái thứ hai nữa là bởi vì mình là cái tiết mục xung phong đầu tiên, nên cái tinh thần của mình đem đến cho mọi người cũng là một bài rất là dễ thương, tuổi xì tin mà. Mình sẽ vẫn phải còn cố gắng rất là nhiều cho cái phần tiếp theo. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quang Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10 2023.